Trịnh Xuân Thành, cảnh sát Đức đang có mặt tại Slovakia thẩm vấn 14 nhân chứng. Mặc dù Slovakia đã quyết định chỉ điều tra các quan chức Slovakia và chỉ tập trung vào việc điều tra các nghi can người Việt Nam, nhưng phía Đức vẫn muốn làm sáng tỏ việc cựu bộ trưởng nội vụ Robert Kalinak liên quan như thế nào đến vụ bắt cóc. Ngoại trưởng Miroslav Lajčák đang chờ kết luận điều tra của phía Đức trước khi có những biện pháp ngoại giao đối với Việt Nam. Chỉ vọn vẹn vài ngày sau khi bà Thủ tướng Đức Merkel đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Slovakia hồi 7 tháng 2 năm 2019, các nhà điều tra Đức đã đến Bratislava, thủ đô Slovakia vào tối thứ Hai, 11 tháng 2 năm 2019 để chuẩn bị thẩm vấn trực tiếp 14 nhân chứng người Slovakia. Các cuộc thẩm vấn bắt đầu từ thứ Ba, 12 tháng 2 năm 2019, kéo dài đến cuối tuần này. Theo đơn xin trợ giúp pháp lý của phía Đức, tổng cộng 14 nhân chứng sẽ được phía Đức thẩm vấn trực tiếp. Ông Matai Izakovic, phát ngôn viên của Viện Công tố Bratislava, nói với hãng thông tấn tars -TAS. Ông Izakovic cho biết thêm rằng công tố viên của Bratislava cũng tham dự các cuộc thẩm vấn của hai nhà điều tra đến từ Cộng hòa Liên bang Đức và những ngày này, cơ quan mà phía Đức nhờ trợ giúp pháp lý là Sở Cảnh sát Hình sự Quốc gia Slovakia, viết tắt là NAKA. Hiện chưa rõ danh tính của các nhân chứng, chỉ biết họ là nhân viên của Bộ Nội vụ và nhân viên an ninh bảo vệ yếu nhân cũng như nhân viên an ninh hộ tống phái đoàn ngoại giao vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành từ Berlin qua Slovakia đưa về Việt Nam vẫn còn có những câu hỏi chưa được làm sáng tỏ. Đó là lý do tại sao các nhà điều tra Đức sang Bratislava trực tiếp thẩm vấn 14 nhân chứng. Cảnh sát không cung cấp thêm thông tin về việc tiến hành điều tra và các cuộc thẩm vấn này vì các cuộc điều tra là do phía Cộng hòa Liên bang Đức tiến hành, cho nên chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về những biện pháp trong kế hoạch nhưng người ta có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền của Đức để hỏi, bà Dennis Balohova, phát ngôn viên cảnh sát nói. Đức đã bắt đầu điều tra vụ bắt cóc này ngay lập tức khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra hồi cuối tháng 7 năm 2017 và vào tháng 8 năm 2017, họ cũng đã nhờ Slovakia trợ giúp pháp lý nhưng cảnh sát Slovakia đã không mở cuộc điều tra và suốt một năm trời, ông Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinac luôn luôn nói rằng không có gì đáng nghi ngờ về chuyến thăm của Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu. Slovakia đã mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành từ ngày 3 tháng 8 năm 2018 sau khi Nhật báo Đức Frankfurt Allgemeine và Nhật báo Denik End của Slovakia đồng loạt đăng bài báo với những cáo buộc nặng nề là Trịnh Xuân Thành đã bị đưa ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Đặc biệt nêu rõ là điều đó đã được các nhà điều tra Đức khẳng định gần như chắc chắn không còn hoài nghi nào. Nhưng sau gần 3 tháng điều tra, hồi cuối tháng 11 năm 2018, Slovakia đã quyết định chỉ điều tra các nghi can người Slovakia, nhân viên cảnh sát và quan chức chính phủ vì không có bằng chứng để khởi tố hình sự hoặc các truy tố khác. Slovakia chỉ tập trung vào việc điều tra các nghi can người Việt Nam vì các nhà điều tra Slovakia nghi ngờ rằng phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu đã thực sự lạm dụng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa nạn nhân bị bắt cóc Trịnh Xuân Thành ra khỏi khu vực Schengen. Tuy nhiên, có lẽ phía Đức không đồng tình với quyết định của Slovakia về việc đình chỉ điều tra các quan chức Slovakia, mà đặc biệt đáng nghi ngờ nhất là cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalina. Cho nên, trong cuộc hội đàm với ông Peter Bellerini, Thủ tướng Slovakia, vào ngày 7 tháng 2 năm 2019, bà Thủ tướng Đức Merkel đã thẳng thắn nêu ra vấn đề này và nhấn mạnh chúng tôi quan tâm đến việc làm sáng tỏ vụ việc. Bốn ngày sau cuộc hội đàm của hai nguyên thủ quốc gia, Slovakia đã đồng ý cho những nhà điều tra Đức sang Slovakia thẩm vấn trực tiếp 14 nhân viên của Bộ Nội vụ Slovakia và nhân viên an ninh Hộ tống Phái đoàn Việt Nam. Đức có thẩm vấn được vụ trưởng vụ lễ tân Slovakia. Trước đây, phía Đức cũng muốn thẩm vấn ông Radovan Kalak, người đứng đầu vụ lễ tân của Bộ Nội vụ nhưng chưa thực hiện được. Ông Radovan Kalak không có thông tin về chương trình làm việc của các nhà điều tra đức ở slovakia và cũng chưa có ai nghe mong muốn này nếu đúng là phía đức mong muốn thẩm vấn ông ta thì ông ta sẽ cung cấp cho chính quyền đức một sự hợp tác tối đa bộ nội vụ slovakia cho biết cách đây vài ngày theo lời khai của một vài nhân viên an ninh hộ tống phái đoàn việt nam do tô lâm dẫn đầu khi thấy một người việt nam được cho là trịnh xuân thanh có vẻ say rượu được hai người việt nam khác xốc nách diều đi thì họ được nghe ông Radovan kalak vụ trưởng vụ lễ tân giải thích rằng kali biết chuyện này đó là thuộc về lợi ích nhà nước kali là tên gọi của bộ trưởng bộ nội vụ kalina nhưng trong cuộc điều tra của Slovakia, ông Kalinac và ông Kalac đã phủ nhận cáo buộc này, thậm chí ông Kalinac còn đòi hỏi báo chí và các phương tiện truyền thông phải xin lỗi vì các nhân chứng nhớ nhầm hoặc các cáo buộc các cáo buộc là sai sự thật. Theo thông tin của tờ sme ông Kalac đã sớm trở thành giám đốc của viện phục hồi chức năng ở Slovakia. Đức có thẩm vấn được Lê Hồng Quang sở cảnh sát không cho biết rõ về những nhân chứng một cách cụ thể vì vậy không rõ liệu ông lê hồng quang cựu cố vấn thủ tướng robert fico và là đại diện lâm thời của đại sứ quán slovakia tại hà nội sẽ được phía đức thẩm vấn hay không theo điều tra lê hồng quang đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức cuộc họp giữa hai phái đoàn việt nam và slovakia tại khách sạn boric để ngụy trang cho việc đưa trịnh xuân thanh ra khỏi eu bằng chuyên cơ của chính phủ slovakia cảnh sát slovakia chưa thẩm vấn ông quang vì ông ta đã về việt nam không biết hiện nay đã quay lại slovakia hay chưa ông lê hồng quang đã nói với báo chí về quan điểm của mình Tôi không tham gia vào việc chuẩn bị, tổ chức và thực hiện việc vận chuyển Trịnh Xuân Thành về Việt Nam và tôi không biết gì ngoài những thông tin đọc được trên báo chí truyền thông. Ngoại trưởng Miroslav Lajkak đã chờ kết luận điều tra của phía Đức. Tờ Prada cho biết Slovakia đang chờ đợi kết luận điều tra của nhà chức trách Đức cho các biện pháp tiếp theo của Bộ Ngoại giao đối với Việt Nam. Chúng tôi cần một động lực đó là một sự xác nhận chính thức từ phía Đức, sự nghi ngờ rằng phái đoàn Việt Nam đã lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi sẽ được xác nhận hoặc phủ nhận, ông Miroslav Lajčák, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovakia nói. Ông nhắc lại rằng Slovakia đã hạ thấp mức độ đại diện ngoại giao và đóng băng quan hệ ngoại giao với Việt Nam, điều này có nghĩa là đại diện của chúng tôi tại Hà Nội đã chuyển từ cấp đại sứ xuống đại biện và chúng tôi không có hoạt động song phương với Việt Nam. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quan hệ song phương với Việt Nam sẽ bị đóng băng nếu chúng tôi không nhận được một sự giải thích đáng tin cậy từ Hà Nội. Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam bằng cách nào, bằng con đường nào, ông Vladimir Cano? Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia nói thêm, nếu được xác nhận rằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia và lòng hiếu khách của chúng tôi đã bị lạm dụng để bắt cóc, thì Slovakia sẽ có những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ. Quý vị vừa nghe qua bài của Hiếu Bá Linh, thời báo chấm qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 15 tháng 2 năm 2019.